Rosé được khen ăn phở chuẩn như người Việt. Chỉ có 48h ở Paris, Rosé nhóm Blackpink vẫn tranh thủ gọi phở về phòng khách sạn với đầy đủ topping như người Việt. Trong vlog được Rosé đăng tải, sau khi kết thúc lịch trình, ca sĩ vui vẻ nhảy nhót khi về phòng để thưởng thức phở do ekip chuẩn bị sẵn. Người đẹp chọn một suất phở bò với thịt bò thái mỏng và bò viên, ăn kèm nhiều loại rau sống, giá đỗ. Phần ăn đầy đủ gần như không thiếu topping nào của món phở bò kiểu miền Nam. Suất ăn được đóng gói theo dạng take away với hộp nhựa, tô nhựa, túi ni lông đựng rau sống, không khác các quán ăn ở Việt Nam. Rosé vắt chanh thẳng vào bát phở, thêm vài trái ớt tươi trước khi ăn. Phía dưới bát là rau húng, bạc hà, hành tây. Hành động này của giọng ca chính nhóm Blackpink được nhiều fan Việt thích thú, bình luận trên trang cá nhân của Rosé. Nhìn cách cô ấy vắt chanh và cắm trái ớt vào bát là thấy uy tín liền, chuẩn như người Việt rồi, một người bình luận. Người khác tiếc, ăn phở còn biết vắt chanh, ăn chung với giá, chuẩn dâu Việt Nam. Lần nào qua Pháp cũng thấy Rosé đi tìm phở ăn. Nhìn bịch rau sống bên cạnh thấy thân thương quá, giống tôi mỗi khi mua mang về. Tô phở bình dân xuất hiện trong căn phòng khách sạn sang trọng giữa Paris do ca sĩ nổi tiếng thế giới thưởng thức. Thật tuyệt vời, một fan Việt bình luận. Phở Việt Nam là món tủ của Rosé, từng nhiều lần được cô nàng bật mí trong các show truyền hình và ngay trên sân khấu. Paris cũng là nơi có nhiều nhà hàng Việt ngon nổi tiếng ở châu Âu. Trước đây, ca sĩ Hàn Quốc từng ăn phở ở Australia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và nhiều lần được fan tặng phở gói ở sân bay. Nữ idol còn học cách phát âm từ phở thật chuẩn Việt và rủ các thành viên trong nhóm đi ăn đặc sản Việt. Người đẹp từng check-in một tiệm ven đường phở thôn nằm ở khu Honda, trung tâm Seoul. Sau khi được Rosé ghé, quán trở nên đông đúc và cháy hàng. Năm ngoái, khi được fan hỏi, đến Việt Nam, chị muốn ăn món gì nhất, Rosé nhanh chóng đáp lại, phở. Trong chuyến lưu diễn đầu tiên ở Việt Nam, Rosé cho biết, tôi thích ăn phở, tôi đã bưng cả bát lên hút nước dùng, rất ngon. Tôi rất hạnh phúc khi ở đây và mô tả bằng hành động việc hút tới giọt cuối cùng. Lisa cũng xác nhận nhìn thấy đồng đội ăn ngon lành bát phở. Bát phở này có giá 280.000 đồng, bán tại nhà hàng trong khách sạn nơi Blackpink nghỉ lại ở Hà Nội, sau đó được các fan check-in rần rần với tên gọi phở Rosé. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.